Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Irene đến từ Coi68TV. Và trong tuần vừa qua thì hẳn là anh em cũng đã chứng kiến được sắc xanh phủ khắp thị trường crypto rồi đúng không nào? Anh em hãy cùng Irene tìm hiểu về những tin tức đáng chú ý và quan trọng trong tuần vừa rồi nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV, cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng vào bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Tin tức đầu tiên đó chính là Bitcoin nhảy vọt lên 34.700 đô, mức cao nhất kể từ cú sập Luna USD. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 10 vừa qua thì Bitcoin đã bất ngờ có một cú tăng vọt lên gần 10% chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 31.600 đô lên tận 34.700 đô la Mỹ. Đây là mức giá cao nhất mà đồng tiền mã hóa hàng đầu thế giới ghi nhận kể từ tháng 5 năm 2022, tức là khoảng thời gian diễn ra cú sập Luna USD. Như vậy thì Bitcoin đã có một tháng 10 October trong mơ với mức tăng trưởng lên đến hơn 17%. Bitcoin vào đầu tháng này thì mới chỉ bắt đầu với mức giá là 27.000 đô, thế nhưng giờ đây đã lên gần cột mốc là 35.000 đô. Nguyên nhân cho cú tăng trưởng vượt trội này có thể xuất phát từ tâm lý hưng phấn của thị trường về làn sóng ETF Bitcoin Spot trong thời gian qua. Dù bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ là SEC liên tục rời hạn xem xét, thế nhưng với sự hậu thuẫn của các ông lớn phố Wall cùng với những thất bại pháp lý liên quan của SEC trong thời gian qua thì nhiều nhà phân tích cũng như là không ít các nhà đầu tư đã nhận định việc Bitcoin ETF Spot được thông qua chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Rạng sáng ngày 24 tháng 10 thì tên mã của quỹ ETF Bitcoin Spot của BlackRock cũng đã được đưa lên website của công ty xử lý thanh toán chứng khoán hàng đầu của Mỹ là DTCC, tiếp tục dẫn đến đồn đoán rằng việc đề xuất của BlackRock được xét thông qua chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo dữ liệu mới nhất thì lượng tìm kiếm từ khóa Bitcoin ETF Spot ở trên Google cũng đã đạt mức đỉnh, cho thấy sự quan tâm không hề nhỏ của dư luận về vấn đề này. Các đề xuất ETF crypto đang được xét đề xuất thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em thêm rõ nhé. Hiện tại thì tỷ lệ Bitcoin dominance trong cú tăng này thì cũng đã đạt mức là 54,26%, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Cũng trong thời gian đó thì lượng lệnh phái sinh bị thanh lý ở trên các thị trường tiền mã hóa đã đạt trên mức là 195 triệu đô với 83,26% là lệnh short. Lượng lệnh short Bitcoin thì chiếm đa số với khối lượng là khoảng 125 triệu đô bị thanh lý. Cập nhật đến sáng ngày 25 tháng 10 năm 2023, sau vài giờ đồng hồ biến mất thì mạng ETF Bitcoin Spot của BlackRock đã một lần nữa xuất hiện trở lại ở trên website DTCC. Người phát ngôn của DTCC thì cho biết thông tin về ETF Bitcoin Spot của BlackRock thì thực chất đã được đơn vị này cập nhật ở trên website của họ từ tận tháng 8 năm 2023, xong đến giờ thì mới được cộng đồng tiền mã hóa phát hiện và lan truyền ở trên mạng xã hội. Tin tức thứ hai là nhờ đà tăng mạnh của Bitcoin mà các altcoin khác cũng lần lượt ghi nhận tăng trưởng mạnh về giá. Thị trường tiền mã hóa thì đang chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh khi mà đồng coi vua có mức tăng trưởng gần 5k giá chỉ trong vòng thời gian ngắn, và chúng ta thì cũng đang được chứng kiến sự tăng giá mạnh của các altcoin. Chỉ trong vài ngày vừa qua thì những cái tên được chú ý là Link, Cyber và Mina với mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 50% chỉ trong vòng thời gian ngắn. Một trong những tin tức đáng chú ý nhất trong thị trường tiền mã hóa gần đây là sự tăng giá đột ngột của Link, token của Chainlink. Trong vòng 72 giờ sau khi Chainlink tuyên bố chuyển đổi staking từ V0.1 sang V0.2 thì giá của Link đã tăng gần 50%. Phiên bản mới này thì không chỉ đem lại sự linh hoạt cho người tham gia staking mà còn bổ sung nhiều tính năng mới, bao gồm là unbonding mechanism, người tham gia staking hay là các staker thì có thể rút tiền mọi lúc mà không bị khóa. Thứ hai là liquid rewards, stakers thì sẽ nhận được phần thưởng mà không bị phạt khi mà rút tiền. Kế đến là stake slashing, node operator thì có thể bị giảm lượng tiền staking nếu có cảnh báo, nhưng các stakers ở trong cộng đồng thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Kế đến là modular architecture, các dịch vụ Oracle mới thì sẽ được tích hợp mà không cần các thao tác di chuyển thủ công từ các staker. Tiếp theo là dynamic rewards, là các nguồn phần thưởng mới như là phí người dùng thì có thể được thêm vào theo thời gian. Với sự hỗ trợ từ các tính năng này thì Link đã tăng mạnh 50% trong vòng 72 giờ, đạt mốc giá tại 10,23 đô la Mỹ vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Thứ hai là Cyber tăng mạnh nhờ đầu tư từ Binance Labs. Không chỉ Link thì Cyber cũng đã ghi nhận một sự tăng trưởng giá đáng kể. Điều này thì diễn ra sau khi Binance Labs, đơn vị đầu tư mạo hiểm trị giá 9 tỷ đô của sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã công bố đầu tư vào dự án mạng xã hội Web3 CyberConnect. Dù số tiền đầu tư thì không được tiết lộ, thế nhưng việc nhận được sự hỗ trợ từ một quỹ tổ chức lớn như là Binance Labs đã đưa Cyber lên đỉnh. Giá của Cyber đã tăng lên mốc là 6,6 đô, một sự tăng hơn 37% từ mức giá trước đó là khoảng
4.8 đô. Thứ ba là Mina thì cũng tăng trưởng gần 60% sau tin tức được niêm yết ở trên sàn Upbit. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua thì Upbit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Hàn Quốc thì cũng đã thông báo niêm yết thêm Mina, khiến cho đồng coin phản ứng tăng hơn 50% trong vòng 24 giờ. Mức tăng này của Mina thì đồng thời đón sóng uptrend đầu tiên của thị trường khi mà Bitcoin đặt mức giá hơn 35.000 đô la Mỹ, đánh dấu mức giá đỉnh của năm 2023 và là mức giá cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Mina Protocol thì định hình bản thân là một blockchain nhẹ nhất thế giới và được thiết kế duy trì ổn định và sử dụng cơ chế Proof of Stake cùng với công nghệ ZK Snark. Dự án trong những năm gần đây thì khá là im hơi lặng tiếng và không thực hiện các hoạt động gì nổi bật. Tuy nhiên, với những động thái mới nhất và sự tăng trưởng gần 60% gần đây thì Mina hứa hẹn vẫn sẽ thu hút thêm được rất nhiều sự chú ý cũng như là niềm tin từ các nhà đầu tư. Thông tin lớn tiếp theo là Ethereum xác nhận nâng cấp Dancoin thì sẽ không kịp diễn ra trong năm 2023. Tại cuộc họp định kỳ mới nhất thì các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã xác nhận nâng cấp Dancoin sẽ không thể triển khai vào cuối năm nay, vốn là thời gian dự kiến ban đầu của dự án này. Mối lo ngại của các nhà phát triển Ethereum thì xuất phát từ thực tế rằng bản nâng cấp này đến nay vẫn chưa được đưa lên các mạng thử nghiệm hay là các mạng testnet của Ethereum như là Goli, Sepolia hay là Holsky. Vào tháng 9 vừa qua thì các nhà phát triển cũng đã dự trừng rằng nếu không thể triển khai lên testnet trước hội nghị DeFi Connect, sự kiện tuần lễ kết nối các nhà phát triển Ethereum vào giữa tháng 11 thì Dancoin sẽ phải rời sang năm sau. Và tuần này thì Ethereum cũng đã trải qua giai đoạn thử nghiệm kín DeFi lần thứ 10. Tuy nhiên, dường như kết quả không được như mong đợi. Nhà phát triển POTUS thì nhận xét trên 10 mạng thử nghiệm rằng không một mạng nào diễn ra tốt đẹp cả. DeFi 11 thì đã được lên kế hoạch, song việc chuyển sang các mạng thử nghiệm thì có thể tiếp tục bị trì hoãn ra sau DeFi Connect vì các nhà phát triển cảm thấy chưa chắc chắn có thể đưa toàn bộ client lên testnet, cho rằng vẫn còn có những sự điều chỉnh quan trọng trong hệ thống. Việc đưa Dancoin vào hoạt động thì sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như là mức độ sẵn sàng của mã nguồn ở trên các lớp đồng thuận và thực thi của Ethereum, cũng như là sự sẵn sàng của nhiều nhóm client. Tất cả thì sẽ đều phải được kiểm tra một cách chỉnh chu ở trên các mạng testnet công khai và cần đáng kể thời gian cho quá trình thử nghiệm đó. Dancoin thì chính là bản nâng cấp quan trọng tiếp theo của Ethereum sau bản Shanghai hay là Sepolia đã được triển khai vào tháng 4 năm 2023. Đầu tháng 6 thì bản nâng cấp đã được chốt sổ 5 thay đổi quan trọng mang đến cho Ethereum, bao gồm thứ nhất là EIP-4844 là đề xuất cắt nhỏ các chi phí lưu trữ dữ liệu giao dịch. Thứ hai là EIP-4788 là cải tiến thiết kế cầu nối cross-chain và các pool staking. Kế đến là EIP-5656 cập nhật một số thay đổi nhỏ đến Ethereum Virtual Machine. Tiếp theo là EIP-1153 là đề xuất thay đổi các cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong các block. Và cuối cùng là đề xuất EIP-6780 để bỏ các đoạn mã cho phép hủy smart contract. Một thông tin quan trọng nữa đó chính là ví FTX đã chuyển 13,35 triệu đô lên các sàn SEC. Trong 2 ngày vừa qua thì ví FTX với đuôi là 0x97F và Alameda Research với đuôi là 0xf02 đã chuyển tổng cộng 13,35 triệu đô la Mỹ vào ví nhận của market maker Wintermute với đuôi là 0xde9 ở trên sàn Binance và Coinbase. Các đồng coin được chuyển thì bao gồm ETH này, MKR, AV, LINK, COM và RNDR. Việc gom tiền chuyển lên các sàn SEC thì được dự đoán là chuẩn bị cho kế hoạch bán thanh lý 3,4 tỷ đô mà FTX đã được tòa án phê duyệt hồi tháng 9 với hạn mức là 100 cho đến 200 triệu đô mỗi tuần. Ngoài ra thì để tìm kiếm thêm thu nhập để trả nợ, sàn giao dịch cũng đã bắt đầu stake một lượng lớn tài sản gồm Solana, Ethereum và Matic trị giá hơn 160 triệu đô. Vào ngày 25 tháng 10 thì FTX cho biết trong hồ sơ tòa án rằng đang xem xét 3 đề nghị mua lại sàn, trong đó thì bao gồm phương án bán đi toàn bộ nền tảng giao dịch vốn có hơn 9 triệu người sử dụng hoặc là tìm đối tác hỗ trợ nhằm tái khởi động sàn. Ban quản lý mới thì kỳ vọng việc bán lại nền tảng cho chủ mới thì sẽ gia tăng thêm lượng tiền trả nợ cho khách hàng vốn đang được định ở mức hoàn trả là 90% nếu được tòa án phê duyệt. Sau các tin tức quan trọng thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các tin vắn đáng chú ý trong tuần nhé. Tin tức đầu tiên đó là Arbitrum ra mắt mainnet cho 10 dự án Layer 3 thông qua công cụ là Orbit. Trong thông báo tối ngày 26 tháng 10 thì Arbitrum Foundation cho biết các Layer 3 mới được tạo ra thông qua bộ công cụ Arbitrum Orbit của dự án hiện đã tương thích với mainnet của Arbitrum. 10 giải pháp Layer 3 đầu tiên sử dụng Orbit thì Arin sẽ để ở trên màn hình cho anh em có thể theo dõi thêm. Còn nếu như anh em nào chưa nghe đến Orbit thì Orbit chính là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong quá trình phân cấp mạng lưới Arbitrum. Tháng 6 năm 2023
thì Off-Chain Lab đã phát hành tài liệu về Orbit cho mạng DeFi. Theo đơn vị chủ quản thì Orbit sẽ giúp cho các nhà phát triển tạo ra Layer 2 dễ dàng ở trên Layer 2 Arbitrum, ở trên Arbitrum One, Arbitrum Nova và Arbitrum Goli hay là Arbitrum Sepolia. Thông tin thứ hai là Chain Up Alliance ra mắt phiên bản Alpha 3.0. Mới đây thì Chain Up Alliance đã cho ra mắt Alpha update với nhiều tính năng ưu việt. Thứ nhất là Assassin's Class mới. Trong Alpha 3.0 của Chain Up Alliance thì họ đã giới thiệu Assassin's Class tập trung vào tấn công cao và tránh né đòn tấn công với khả năng đánh dấu đối thủ. Thứ hai là ra mắt chủng tộc Shadebones. Game thì cũng cho ra mắt chủng tộc mới là Shadebones, được thiết kế đặc biệt để làm Assassins nhưng cũng linh hoạt với các class khác ở trong trò chơi. Trò chơi này thì cũng update thêm nhiệm vụ hàng ngày mới để đánh giá kết quả và phong cách chơi của người chơi, mang đến thêm thử thách và phần thưởng cho mỗi người chơi. Và cuối cùng là tối ưu hóa và cải tiến. Trò chơi này thì cũng đã tối ưu hóa đồ họa và hiệu suất, đồng thời thì thêm các tính năng và hiệu ứng mới để tăng trải nghiệm khi chơi game. Chain Up Alliance là tựa game thuộc thể loại chiến thuật và nhập vai lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng, kết hợp với các yếu tố on-chain và NFT. Dự án thì được xây dựng ở trên BNB Appliance Sidechain hay là BAS với mục đích là tối ưu tốc độ giao dịch và chi phí giao dịch cho người chơi. Tin ván tiếp theo là DYDX triển khai Alpha Mainnet cho nâng cấp V4 và DYDX Chain. Phiên bản DYDX 4 và blockchain Cosmos độc lập DYDX Chain đã bước sang giai đoạn Alpha Mainnet. Những Genesis block đầu tiên thì đã được tạo ra vào lúc 0 giờ ngày 27 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Alpha Mainnet là giai đoạn đầu tiên của nâng cấp V4 và được sàn DEX này tách ra khỏi Ethereum, khởi chạy trên blockchain Layer 1 riêng và chuyển DYDX thành token DYDX Chain. Quá trình chuyển đổi này thì đã được tiến hành ở trên nhiều testnet trong năm vừa qua. Giá của DYDX đã tăng nhẹ sau tin tức hôm nay, song đã rơi về vùng giá trước đó. Trong 24 giờ vừa qua thì đồng token này còn giảm gần 5% và được giao dịch quanh mốc là 2,29 đô. Tin vắn đáng chú ý cuối cùng ở trong tuần đó chính là Soco hợp tác với FamilyMart cho phép người dùng đổi tiền mua sắm lấy USDC. Vào ngày 26 tháng 10 thì Circle, công ty phát hành stablecoin USDC, đã công bố mối quan hệ hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa BitoGroup của Đài Loan và Taiwan Family Mart. Ba công ty này thì sẽ ra mắt dịch vụ có tên gọi là Points to Crypto, cho phép khách hàng đổi điểm thưởng từ chương trình khách hàng thân thiết Family Mart thành tiền điện tử nhà USDC thông qua BitoGroup. Family Mart thì là một chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ hai của Đài Loan. Hiện theo thống kê thì Family Mart có hơn 17 triệu người dùng với tỷ lệ là 87% khách hàng sẽ tham gia vào chương trình tích lũy điểm và có đến 99% trong số đó sẽ thường xuyên sử dụng điểm để đổi lấy sản phẩm. Sau cuộc đàn áp ngành crypto của Trung Quốc đại lục vào năm 2021 thì Đài Loan đã nổi lên với những sáng kiến vượt bậc, tham vọng trở thành một trong những trung tâm tiền mã hóa mới của khu vực. Tháng 9 năm 2023 vừa qua thì Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan cũng đã công bố khung hướng dẫn mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo VASP của địa phương. Vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh nghe những thông tin crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa qua. Anh em nghĩ sao về cú pump vừa rồi của Bitcoin và Altcoin, cũng như là thông tin crypto sẽ được tích hợp và thanh toán ở FamilyMart? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!